Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào các quý đạo hữu. Kính thưa các quý đạo hữu, câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa của chúng ta năm nay vào chương trình tu tập quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, thì chúng ta có tụng bài kinh Đức Phật Tế Độ Ngoại Đạo trước giờ Niết Bàn. Hôm trước chúng ta đã có buổi tụng kinh rồi. Hôm nay chúng ta cùng chia sẻ về nội dung của bài kinh và chúng ta lấy đó làm tư nương cho chúng ta áp dụng vào tư duy thiền quán. Chúng ta có tư duy pháp thì chúng ta mới đi được trên con đường chính pháp, chúng ta mới có được chính kiến, chúng ta mới thoát được các cái mê lầm. Cho nên trong chương trình tu tập quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn này thì chúng ta chia sẻ với nhau về những giây phút cuối cùng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài đã chỉ dạy những gì để chúng ta được lợi ích thực hành theo. Giờ này thỉnh các quý đạo hữu chúng ta cùng chắp tay niệm hồng danh Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý đạo hữu, tâm trí hoàn quán xin đọc lại văn kinh. Bài kinh này trích soạn ở nguồn kinh Đại Bát Niết Bàn do Hòa Thượng Thích Minh Châu Việt dịch ở Kinh Tạng Nam Truyền Trường Bộ Kinh tập 2 từ trang 155 đến 160. Văn kinh như sau. Vào thời khắc Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, bên kia sông Ni Niên Thiền, tại Hồ Bạt Đan ở Câu Thi Na, rừng Sa La của dòng họ Mạt La, Tôn giả An An Đà vâng lời Thế Tôn trải chỗ nằm, đầu hướng về phía bắc giữa hai cây Sa La Song Thọ, và Thế Tôn nằm xuống về phía hông bên phải như dáng nằm con sư tử, hai chân để lên nhau chánh niệm và giác tỉnh. Thì kính thưa các quý đạo hữu, chúng ta đã quen thuộc với hình ảnh Đức Phật Niết Bàn giữa hai cây Sa La. Hai cây Sa La gọi là Song Thọ đấy. Và Đức Phật nằm nghiêng về bên phải, đầu hướng về phía bắc, hai chân của Ngài xếp lên nhau. Thế thì chúng ta đã được rất quen hình tượng đó rồi. Và ở chùa chúng ta thì ở tại Đại Giảng Đường tầng 1 có tượng Đức Phật nhập Niết Bàn mà câu lạc bộ chúng ta đã phát tâm được cái duyên lành dát vàng tượng Phật. Tâm trí hoàn quán xin đọc tiếp. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả An An Đà: Này An An Đà, hãy đi vào Câu Thi Na và nói với dân Mạt La Câu Thi Na: Này các bà Tất Xá, đêm nay vào canh cuối cùng Như Lai sẽ diệt độ. Này bà Tất Xá, các ông hãy đến. Này bà Tất Xá, các ông hãy đến. Về sau chớ có hối hận. Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta mà chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả A Nan Đà đáp: Hệ kính thưa các quý đạo hữu, đoạn kinh này đã cho chúng ta thấy lòng từ bi của Đức Phật. Chúng ta mà khen Đức Phật từ bi thì là thừa. Thế nhưng chúng ta lại không thể không tán dương. Vì trong tâm của chúng ta muốn tán dương các quý đạo hữu ạ.
Ngài biết được rằng nếu như Đức Phật không cho tôn giả Ananda vào để nói với người dân của cái làng Matka Kautina này, thì sau này họ sẽ hối hận. Họ sẽ nói rằng là Như Lai đã diệt độ tại nàng vườn chúng ta mà chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai. Chắc chắn họ sẽ hối hận như vậy. Họ sẽ ca thán như vậy. Họ sẽ sầu bi như vậy. Họ sẽ ảo não như vậy. Bởi vì mọi người sẽ biết được phước báo được đảnh lễ Ngài khi Ngài sắp nhập diệt là thế nào. Và Đức Thế Tôn, Ngài biết rằng dân chúng rất muốn đảnh lễ Đức Thế Tôn khi Ngài sắp nhập diệt. Đó, Ngài biết hết được điều đó. Cho nên Ngài đã bảo tôn giả Ananda là đến nói với dân làng như vậy, không thì sau này họ sẽ hối hận, họ sẽ ảo não, ưu phiền vì họ không được đảnh lễ Đức Thế Tôn trước giờ Ngài nhập Niết Bàn. Đó, chúng ta thấy là trí tuệ của Ngài đầy đủ lòng từ bi, cao thượng. Còn tư duy của chúng ta thì thường tư duy ích kỷ cho riêng mình, phải không? Nếu chúng ta đã không tư duy thì thôi, đã tư duy là sẽ tư duy cái sự ích kỷ cho mình, chứ không phải cho lợi ích của chúng sinh, không phải giảm trừ phiền não cho chúng sinh. Nhưng Đức Phật thì Ngài vì sự giác ngộ của chúng sinh, vì sự đoạn trừ, giảm trừ phiền não cho chúng sinh. Đấy. Sắp đến giờ Niết Bàn mà Ngài vẫn còn mang lại vô lượng phước báo, công đức cho chúng sinh, vẫn còn độ sinh bằng các duyên có thể, có được. Các quý đạo hữu ạ, Tâm Chiến Quán xin đọc tiếp. Thưa vâng bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, đắp y, đem theo y bát và cùng một vị khác làm bạn đồng hành đi vào Kautina. Đó, đệ tử của Phật thì đi đâu thường mang theo y bát đi hết, và không đi một mình, thường đi có bạn đồng tu đi cùng. Chúng ta đọc để chúng ta hiểu thêm về đời sống của chư Tăng. Lúc bấy giờ, dân Mạt Na ở thành Kautina đang tụ họp tại giảng đường vì một vài cộng sự. Tôn giả Ananda đến tại giảng đường của dân Mạt La ở Kautina. Sau khi đến, tôn giả liền nói với dân Mạt Na ở Kautina: Này bà Tất Xá, đêm nay vào canh cuối cùng Như Lai sẽ diệt độ. Này bà Tất Xá, các ông hãy đến. Này bà Tất Xá, các ông hãy đến. Về sau chớ có hối hận. Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta mà chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai. Ấy, chúng ta thấy không? Đức Phật bảo Ngài A Nan nói gì thì Ngài nói như vậy, không thêm cũng không bớt. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta vì nghiệp. Cho nên là nếu được sai đi nói thì chúng ta sẽ nói quá lên những gì đã được sai. Chúng ta mang ý chúng ta đến để chúng ta giảng nói thêm, vì bản ngã của chúng ta lớn mà. Thế và cái gì mà người dạy chúng ta bảo chúng ta nói mà chúng ta cảm thấy cái đó nó không tô bồi bản ngã cho chúng ta thì chúng ta sẽ cắt đi, chúng ta không nói, đúng không? Chúng ta là kinh nghiệp làm trò nó kém cỏi. Cái nghiệp vâng lời nó kém cỏi, cho nên là chúng ta không được như Ngài A Nan, và ở qua đây chúng ta cũng phải học Ngài A Nan. Ngài A Nan là không thêm không bớt lời Đức Phật dạy, không thêm không bớt. Ngài nghe nhớ như in và nói lại đúng như những gì Đức Phật đã nói. Này bà Tất Xá, đêm nay vào canh cuối cùng Như Lai sẽ diệt độ.
nói lại y như những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy. Tâm chiếu hoàn quán cũng khổ não, cũng sầu bi với mình vì mình tu tập còn kém cỏi, cho nên những gì được nghe không nhớ được hết văn từ, chỉ nhớ được nghĩa. Nghĩa thì có thể nhớ, có thể hiểu, nhưng văn từ thì còn kém. Đó là công đức của mình còn kém, các quý đạo hữu ạ. Trên tự chúng ta nhìn nghiệp chúng ta biết mà. Chỉ không nói thêm nên, không nói bớt đi cái nghĩa, nhưng văn từ thì có thay đổi. Vì chúng ta không nhớ được văn từ. Thế nhưng nếu như chúng ta lại còn thêm nghĩa, bớt nghĩa, thì chúng ta tạo tội, các quý đạo hữu, tạo tội, tô bồi bản ngã. Đôi khi sai ý, sai sự thật thì nó sa đọa nhé. Thế ở đây chúng ta cũng nhận diện ra cái nghiệp của mình như vậy. Tâm chiếu hoàn quán xin đọc tiếp văn kinh. Dân mạt la cùng với con trai, con gái và vợ khi nghe tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não. Kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì khóc than với thân bồ nhoài dưới đất lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Tức là khi mà dân chúng ở đây nghe thấy Ngài A Nan nói là Đức Phật sắp nhập diệt, thì ở trong gia đình, vợ chồng, con cái đều lăn ra khóc. Khóc và than vãn là Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Việc này chúng ta hiểu được thôi mà, các quý đạo hữu. Ví dụ như gia đình chúng ta có cha mẹ chúng ta. Cha mẹ là người bảo bọc chúng ta, yêu thương chúng ta, cho chúng ta vô điều kiện bảo vệ mình. Cho nên khi cha mẹ chết, chúng ta khóc, chúng ta không muốn rời xa cha mẹ chúng ta. Thế ở đất nước Việt Nam cũng thế. Có khi những lớp người đi trước thì biết, lớp người đi sau thì chưa biết. Khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, thì tâm chiếu hoàn quán được nghe kể lại thôi, chứ còn Bác Hồ thì mất năm 69, còn tâm chiếu hoàn quán năm 70 mới sinh ra đời. Thế thì mẹ tâm chiếu hoàn quán kể chuyện lại, bố tâm chiếu hoàn quán kể chuyện lại. Vì là bố mẹ tâm chiếu hoàn quán đều là người thì bộ đội, người là thanh niên xung phong mà. Kể lại rằng là khi mà cái loa ở thôn ấy, hồi đấy nó có cái loa phát thanh công cộng ấy, thông báo là Bác Hồ mất, mà người đang cấy ở dưới đồng ngửa mặt lên trời khóc, tất cả khóc như mưa, ôm nhau khóc, lăn xuống ruộng khóc, lăn ra đường khóc, không một người nào không khóc. Người lớn khóc, người già khóc, trẻ con khóc, cả làng khóc, cả xóm khóc, cả đất nước, những người nào yêu nước đều khóc, chứ không tính quân phản động nhé. Bởi vì sao mà lại khóc? Bởi vì những người đấy, ở thế hệ đấy, đã trải qua sự khổ cực của sự áp bức, bóc lột, đô hộ, chịu sự khốn khổ của đói nghèo, khốn khổ, rất khốn khổ. Bố tâm chiếu hoàn quán thì sinh năm 1932, mẹ tâm chiếu hoàn quán thì sinh năm 1938. Cho nên là hồi nhỏ vẫn trải qua những cái khổ, vẫn trải qua những cái khổ của việc sống với lại cái chế độ cũ. Và bà nữa thì lại càng thấy khổ hơn. Cho nên khi mà Bác Hồ mất là năm 69, lúc bấy giờ thì tuy rằng đất nước chúng ta còn bao cấp, nhưng mà người dân đã được tự do hẳn, được sử dụng đất đai, không bị áp bức bóc lột, không bị khổ. Cho nên là dân rất là vui mừng, rất là biết ơn Bác.
Thế vì biết ơn như vậy cho nên là khi mà bác mất người ta khóc, khóc lắm. Thế và cái tâm trạng đấy của bà, của bố, của mẹ kể cho Tâm Chiếu Hoàn Quán, kể cho anh chị em nghe, mọi người đều đều cảm nhận được cái tâm đó và mình cũng khóc. Cảm nhận được vì đó là tình cảm thật. Thế ở đây cũng vậy. Đức Phật mang đến hạnh phúc, giác ngộ cho chúng sinh thật. Thì những người nào mà được nghe Đức Phật giảng dạy, được Đức Phật độ, thì khi nói rằng Đức Phật Niết Bàn thì khóc là đúng, lăn lộn là đúng, cả gia đình khóc là đúng. Không ai muốn Đức Phật nhập Niết Bàn, cũng như cái hồi đó không ai muốn Bác Hồ ra đi cả. Đó. Cũng như trong gia đình chúng ta, những người con có hiếu không bao giờ muốn bố mẹ mình rời xa mình, bố mẹ mình chết là không ai muốn. Anh em chia lìa mình còn không muốn. Đó, các quý đạo hữu. Thế cho nên ở đây thì dân Mạt La họ khóc rất là nhiều. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng mà xem. Chúng ta tưởng tượng thôi, Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng không dám cả tưởng tượng. Tưởng tượng một lúc nào đó sư phụ không có, thêm chúng ta nghĩ thế nào? Bây giờ chúng ta chỉ nghĩ đến đấy thôi. Nếu mà cùng nhau mà nói chuyện một lúc cũng đã khóc rồi, phải không? Chúng ta không dám nghĩ đến chuyện đó, chúng ta sợ hãi không dám nghĩ đến chuyện đó, chúng ta không muốn nghĩ đến điều đó, chúng ta không muốn điều đó xảy ra. Chứ nếu bây giờ chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ một lúc về cái điều đó thôi thì chắc chúng ta cũng chết, chắc chúng ta cũng ảo não lắm, phải không? Chúng ta khổ lắm vì chúng ta thấy chúng ta bơ vơ. Tuy rằng có tăng đoàn đấy, phải không? Nhưng mà vẫn cứ cứ không thể nào mà bằng có sư phụ, cũng như là thời Đức Phật còn có các bậc A-la-hán nhưng không thể bằng Phật được. Phải không? Đó, trong lòng của chúng ta là như thế. Cho nên chúng ta rất hiểu dân Mạt Na như vậy. Thế còn nếu như chúng ta quán niệm là Đức Phật vẫn còn thì chúng ta hạnh phúc thế nào? Phải không? Nếu mà Đức Phật bây giờ vẫn còn hiển hiện, mà Đức Phật ở đâu thì chúng ta cũng sẽ đến đấy thôi. Phải không? Chúng ta sẽ đi đến đấy ngay. Tâm Chiếu Hoàn Quán xin đọc tiếp văn kinh. Và dân Mạt La cùng với con trai, con gái và vợ đau đớn sầu muộn, tâm tư khổ não, đi đến Hồ Bạt Đan, khu rừng Sa La của dòng họ Mạt La, và đến chỗ tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda tự nghĩ, nếu ta để dân Mạt Na ở Câu Thi Na đảnh lễ Thế Tôn từng người một, thời đêm sẽ tàn trước khi Thế Tôn được tất cả dân Mạt Na đảnh lễ. Vậy ta hãy để dân Mạt Na ở Câu Thi Na đảnh lễ theo từng gia tộc. Tức là ngài A Nan thì ngài nghĩ rằng nếu như mà từng người đến đảnh lễ thì giờ Niết Bàn của Đức Phật đến thì toàn thể dân ở đấy có người sẽ không được đảnh lễ. Cho nên tôn giả A Nan đã sắp xếp là sẽ đảnh lễ theo từng dòng họ một. Ví dụ như chúng ta gọi dòng họ Phạm, dòng họ Trần đấy, dòng họ Lào, cho một dòng họ vào đảnh lễ một lần. Bạch Thế Tôn, gia tộc Mạt Na này với vợ con đồ chúng bạn bè đến cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Và tôn giả Ananda theo phương tiện này trong canh một khiến dân Mạt Na ở Câu Thi Na đảnh lễ Thế Tôn. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà La ở tại Câu Thi Na. Du sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà La được nghe tối nay canh cuối cùng Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Sa môn Gotama chính là Đức Phật của chúng ta đấy. Và du sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà La suy nghĩ: ta nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng Như Lai bậc ứng cúng chánh biến chi xuất hiện ra đời thật là hy hữu. Và đêm nay vào canh cuối cùng Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Nay có nghi vấn này khởi lên trong tâm ta. Ta tin Sa môn Gotama có thể thuyết pháp và giải được nghi vấn cho ta. Thì kính thưa các quý đạo hữu, cái từ ngoại đạo thì Tâm Chiếu Hoàn Quán đã nhắc nhiều lần rồi. Ngoại đạo tức là cái đạo mà ngoài cái đạo mình đang tu, gọi là ngoại đạo.
Ngoại đạo không phải là cái gì đó xấu xa, mà là chỉ những người tu ngoài cái đạo của mình đang tu nhé. Các đạo thì chỉ là có chánh kiến hay tà kiến thôi, chứ còn từ ngoại đạo nó rất là bình thường, tức là người tu khác với đạo của mình. Thì ở đây là du sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà La. Cái ông du sĩ này là hình như là ông ấy tu theo giáo phái Bà La Môn nhé. Cho nên là ông ấy cũng nói rằng là một số du sĩ ngoại đạo khác, cao niên, lạp lớn, sư trưởng, tức là những người giáo chủ đấy, thì họ cũng nói rằng là Như Lai bậc ứng cúng chánh biên chi xuất hiện ở đời thật là hy hữu. Cho nên là ông mới khởi lên cái tâm là có thể là hôm nay ông ấy đến chỗ Đức Phật, có thể những nghi vấn ở trong lòng của ông ấy sẽ được Đức Phật giải quyết được cho ông, để cho ông được thông, ông được hiểu rõ vấn đề. Tâm Chiếu Hoàn Quán xin đọc tiếp văn kinh. Rồi du sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà La đi đến chỗ hồ Bạt Đan, khu rừng Sa La của dân Mạt Na, đến tại chỗ tôn giả Ananda và thưa với tôn giả: Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao, lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng Như Lai bậc ứng cúng chánh biến chi xuất hiện ra nơi đời thật là hy hữu, và đêm nay vào canh cuối cùng Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Nay có nghi vấn này khởi lên trong tâm tôi. Tôi tin Sa môn Gotama có thể thuyết pháp giải được nghi vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, hãy cho phép tôi được yết kiến Sa môn Gotama. Đó. Thầy Đức Phật có tôn giả Ananda là thị giả, cho nên ai muốn gặp Đức Phật thì phải thưa thỉnh với tôn giả Ananda. Thì tôn giả Ananda bạch Phật, Phật cho phép thì sẽ vào gặp Phật được. Đó. Khi được nói như vậy, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà La: Thôi đi hiền giả Tu Bạt Đà La, chớ có phiền nhiễu Như Lai, Thế Tôn đang mệt. Lần thứ hai, lần thứ ba, du sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà La nói với tôn giả Ananda: Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao, lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng Như Lai bậc ứng cúng chánh biến chi xuất hiện ra đời thật là hy hữu, và đêm nay vào canh cuối Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Nay con nghi vấn này khởi nên trong tâm tôi. Tôi tin Sa môn Gotama có thể thuyết pháp và giải được nghi vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, hãy cho phép tôi được yết kiến Sa môn Gotama. Lần thứ ba, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo Bạt Đà La: Thôi đi hiền giả Tu Bạt Đà La, chớ có phiền nhiễu Như Lai, Thế Tôn đang mệt. Đấy, các quý đạo hữu thấy những cái người mà người ta tu tập ngoại đạo so với đạo Phật của chúng ta, nhưng với những cái người mà người ta có cái tâm muốn được hiểu rõ vấn đề thì bao giờ người ta cũng đi hỏi, cũng đi hỏi, tức là người ta gọi là bậc trí ở thế gian ấy. Bậc trí ở thế gian thì bao giờ những gì chưa hiểu người ta cũng khao khát, người ta cũng mong muốn, người ta tìm hiểu đến được sự thật của vấn đề, tìm hiểu. Bởi vì mỗi người giải thích một kiểu, nhưng trong lòng mình vẫn còn nhiều cái mình chưa hiểu, cho nên là mình phải đi hỏi đến tận cùng của vấn đề. Như hôm mùng 8 tháng 2 vừa rồi, sư phụ giảng bài pháp, cái bài pháp thánh cầu ấy, thì sư phụ có lấy một cái ví dụ là những cái trăn trở ở trong lòng nhà bác học Archimedes đấy, và nhà bác học Newton ấy, hai cái trăn trở đấy, người ta trăn trở và người ta tìm được ra cái định luật Newton và định luật Archimedes đấy. Thế còn Đức Phật của chúng ta thì khi ngài còn làm thái tử thì ngài trăn trở làm sao cho không bị già, không bị bệnh, không bị chết, không bị phải sinh ra nữa. Cho nên ngài đã đi tìm và ngài thành tựu được đạo quả.
Cho nên những người có trí ở thế gian là hay đi hỏi để tìm hiểu được sự thật của vấn đề. Thế còn kẻ phàm phu chấp ngã thì sao? Chúng ta đấy, trong tâm chúng ta vẫn còn cái đó. Đôi khi chúng ta cứ tin vào cái suy luận của chúng ta và chúng ta chả phải hỏi ai nữa. Đôi khi cái suy luận của chúng ta chưa có kiểm chứng nhưng chúng ta đã đi dạy cho người khác rồi. Phải không quý đạo hữu? Chúng ta cũng chưa rõ ràng mà chúng ta còn đi dạy cho người khác. Tâm Chiếu Hoàn Quán nhớ cái năm đấy, mình 4 năm tuổi gì đấy, cùng chơi một hội với nhau, từ 10 tuổi trở xuống chơi hết với trẻ con như thế. Thế thì Tâm Chiếu Hoàn Quán không nhớ là ai trong những cái bạn chơi ở xóm có hỏi là không biết là công an làm sao lại có thể làm được công an. Tâm Chiếu Hoàn Quán trả lời là ơ thì người của mình xong là ướp muối lên là sau là thành công an. Bởi vì lúc bấy giờ Tâm Chiếu Hoàn Quán có biết được một cái việc là con cá tươi thì mẹ mua về, xong mẹ làm, xong mẹ ướp muối vào, thế là rồi nó mới thành mắm để ăn, thành cá khô để ăn, tức là nó biến dạng đi để ăn thì nó thành cái khác. Thế cho nên lúc bấy giờ Tâm Chiếu Hoàn Quán suy nghĩ được là ơ thế công an nó khác với người thường, vì thế cho nên là công an chắc cũng ướp muối vào một thời gian là thành công an. Thế Tâm Chiếu Hoàn Quán trả lời với các bạn như thế. Thế mà ai cũng coi như là tâm đắc. Ừ nhỉ, tâm đắc, không có một ai có một ý kiến gì. Thế là Tâm Chiếu Hoàn Quán thấy nó sai sai. Xong người ướp muối vào phải thành công an, cá ướp muối vào chết. Tâm Chiếu Hoàn Quán còn nhớ như in cái lúc đấy. Vào buổi chiều, Tâm Chiếu Hoàn Quán trả lời câu hỏi đấy, một lúc đấy mới 4 năm tuổi thôi. Tối về hỏi mẹ luôn là mẹ thì công an thì làm sao thành công an. Thì mẹ bảo là người đi học thì về thành công an. Thế là hôm sau Tâm Chiếu Hoàn Quán phải đính chính lại. Thế là mình được thỏa mãn. Thỏa mãn, mình phải đi tìm sự thật. Mình thỏa mãn rồi mình nói lại cho mọi người. Thế cho nên mình cũng thấy rằng là rất là nhiều ngoại đạo, họ là ngoại đạo tà kiến. Tại sao họ rơi vào tà kiến? Là vì họ không đi tìm hiểu đến tận cùng của sự việc, mà họ đã cho cái suy luận của họ là đúng. Và từ cái suy luận của họ, họ cho là đúng, thì họ đã tự thực hành đúng và họ đi dạy cho người khác. Và những người đó cũng không có suy luận, cho nên thỏa mãn với cái mà mình được nghe và chấp nhận cái mình được nghe. Đó. Thế còn chúng ta là đệ tử Phật thì Đức Phật đã dạy chúng ta là sau khi nghe thì phải tư duy, phải thẩm sát, chứ không được tin ngay. Đấy, không được tin ngay. Đó. Thế chúng ta là đệ tử của bậc trí tuệ, chúng ta được lợi ích như thế. Và ở đây thì cái ông Tu Bạt Đà La, tuy rằng ông là ngoại đạo, là Bà La Môn, nhưng mà ông cũng có những cái trăn trở ở trong lòng của ông. Thực ra cái giáo phái Bà La Môn thì họ có những cái tập kinh Vệ Đà. Thì trong tập kinh Vệ Đà thì có nói rằng là họ là được, là con của Phạm Thiên, do Phạm Thiên sinh ra họ và chết họ đi về Phạm Thiên. Cho nên là nhiều đệ tử Phật là từ Bà La Môn sang lắm. Vì những cái bậc trí như vậy họ trăn trở, họ không thỏa mãn với những cái điều mà trong kinh của họ viết ra. Bởi vì chính họ không kiểm chứng được điều đó. Tại sao lại nói là họ lại được Phạm Thiên sinh ra? Làm sao kiểm chứng được? Thế và tại sao có dấu hiệu gì để biết là họ chết, họ được sinh về Phạm Thiên? Bởi vì thậm chí chính họ là những người chủ lễ trong các tế đàn đấy. Mà họ đâu có biết được điều đó, họ chỉ đọc trong văn kinh chứ họ cũng không biết được điều đó. Ví dụ như đạo Phật của chúng ta tu, chúng ta tự biết được mọi thứ, chúng ta biết được hết, các quý đạo hữu ạ. Đó, thế còn họ thì không biết được, họ chỉ đọc thuộc văn kinh thôi. Thế thì ông này, ông đã thuộc về ngoại đạo nhưng mà là bậc trí, cho nên ông phải đi tìm sự thật, các quý đạo hữu ạ. Tâm Chiếu Hoàn Quán xin đọc tiếp. Thế Tôn nghe được câu chuyện của tôn giả Ananda với du sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà La, Ngài liền nói với tôn giả Ananda: Thôi Ananda, chớ có ngăn trở Tu Bạt Đà La. Này Ananda, hãy để cho Tu Bạt Đà La được phép yết kiến Như Lai. Những gì Tu Bạt Đà La hỏi ta là hỏi để hiểu biết, chứ không phải để phiền nhiễu ta. Và những gì ta trả lời, thời Tu Bạt Đà La sẽ hiểu ý nghĩa một cách mau lẹ. Đấy, bậc toàn giác, Ngài như vậy. Chứ không phải là Ngài A Nan nói chuyện với Tu Bạt Đà La nói một cách ồn ào. Mà đây là do cái năng lực của Đức Thế Tôn mà Đức Thế Tôn biết được thôi. Chứ không phải
lời qua tiếng lại ồn ào. Đức Phật lắng nghe bằng bằng cái năng lực của Ngài, chứ không phải chúng ta là phải nghe bằng bằng tai của chúng ta đâu. Đó, thế cho nên Ngài quan sát ở nhân gian, Ngài biết được mọi việc ấy chứ. Có phải như chúng ta mắt nhìn tận nơi rồi mà còn chưa biết là sự thật đâu. Đó. Thế và ở đây thì chúng ta học được ở chỗ Như Lai là cái gì ở câu trả lời này? Cái gì gọi là phiền nhiễu? Phiền nhiễu ở đây thì Đức Phật có trả lời được rằng là những gì Tu Bạt Đà La hỏi ta là hỏi để hiểu biết, chứ không phải để phiền nhiễu ta. Tức là hỏi để được giác ngộ, để được hiểu biết thì không gọi là phiền nhiễu. Chúng ta thì không không có được cái phần này. Chúng ta lại thích những câu chuyện cảm giảm thị phi, mang đến khổ đau cho người, mang đến khổ đau cho mình, mà chúng ta không coi đấy là phiền nhiễu. Phải không? Đôi khi có Phật tử hỏi pháp mình lại cảm thấy phiền lòng, đúng không? Khó chịu. Phật tử hỏi mình xem là nhà tôi có nghiệp với tu thế nào, mình cảm thấy phiền lòng, quấy rối mình, khó chịu. Đó. Thế mà Như Lai thì Ngài thì đến giờ sắp Niết Bàn rồi, thì tứ đại phân ni, có hợp có tan, ai cũng có tứ đại phân ni cả thôi. Đó. Thế thì nó cũng phải có những cái sự mệt mỏi trong thân. Thế nhưng mà Ngài không thấy bị phiền nhiễu, nhưng chúng ta thì cứ mệt một tí, không biết là đúng sai phải trái, không biết là người ta hỏi mình cái gì, cứ hỏi là mình cảm thấy phiền rồi, phải không? Là mình gọi như người ta chưa phiền mình đã não hại người ta rồi. Đó, khó chịu mà. Đó. Chúng ta phải học Đức Phật. Đời này học được bao nhiêu thì học, đời sau học được bao nhiêu thì học, nhưng chúng ta phải học cho đến ngày thành Phật. Nhưng chúng ta phải biết thì chúng ta mới học. Những gì mà mang lại hạnh phúc an lạc cho người khác, những gì mà giúp cho người khác được giác ngộ, giúp cho người khác được tinh tấn, giúp cho người khác biết đến Phật Pháp, giúp cho người khác quy y, giúp cho người khác hiểu rõ về sự thật, khiến cho họ được lợi ích, thì chúng ta không coi những việc đó là phiền nhiễu nhé. Đấy, mà chúng ta hãy cố gắng. Tất nhiên việc này tâm chiếu hoàn quán cũng phải học lại các quý đạo hữu. Đôi khi mình cũng vì mệt, vì cái người hỏi, người ta hỏi một sự việc nhiều quá, nói mãi không nghe, là chúng ta cũng thấy phiền não. Nhưng mà như vậy chúng ta vẫn chưa phải là tinh tấn, chưa phải là từ bi các quý đạo hữu. Tâm chiếu hoàn quán xin đọc tiếp văn kinh. Tôn giả Ananda liền nói với du sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà La: Này hiền giả Tu Bạt Đà La, hãy vào, Thế Tôn đã cho phép hiền giả. Rồi du sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà La đến chỗ Thế Tôn, nói nên những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, du sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà La bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có những sa môn bà la môn là những vị hội chủ. Hội chủ tức là giống như chúng ta nói là trưởng đạo tràng, hay là trưởng câu lạc bộ, hay là như là trụ trì của một chùa. Đó, vị giáo trưởng. Giáo trưởng tức là giáo trưởng giáo phái đấy. Giáo trưởng tức là ví dụ như Đức Phật của chúng ta là giáo trưởng. Đấy, thế rồi về đạo này đạo kia cũng có giáo trưởng đấy. Vị sư trưởng giáo hội có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái. Khai tổ giáo phái tức là cái người này là người sáng lập lên cái giáo phái này. Được quần chúng tôn sùng như các ngài Phú Lan Ca Diếp, Mặc Già Lê Cù Xá Lợi, A Kỳ Đa Kỳ Xá Khâm Bà La, Ba Phù Đà Ca Chin Diên, Tán Nhã Di Tỳ La, Phê Phất Ni Kiền Tử. Tất cả những vị này có phải là giác ngộ như các vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ,
hay một số đã giác ngộ, một số chưa giác ngộ? Tâm Chiếu Hoàn Quán phân tích chỗ này. Tất cả những vị này có phải giác ngộ như các vị đã tự cho như vậy? Giác ngộ như các vị đã tự cho như vậy, tức là nếu như mình có một quan điểm này thì mình phải giác ngộ quan điểm đó, tức là thâm nhập vào cái quan điểm đó. Ví dụ như Đức Phật của chúng ta ấy, Ngài giác ngộ về sanh già bệnh chết, thì Ngài phải thực hành được và chấm dứt sanh già bệnh chết. Ngài giác ngộ về tứ diệu đế, Ngài tuyên thuyết tứ diệu đế, thì Ngài phải giác ngộ chứng đạt được tứ diệu đế. Thế thì ở đây ông hỏi là tất cả vị này có phải giác ngộ như các vị đã cho như vậy? Đấy, giác ngộ được như vậy không? Ví dụ Đức Phật của chúng ta, Ngài dạy cho chúng ta tứ diệu đế ấy, là nguyên nhân của các khổ đau là tham ái. Và đây là các khổ đau. Và chỗ này là hạnh phúc không còn khổ đau. Và phương pháp để diệt tất cả các khổ đau đi đến chỗ hạnh phúc. Đấy là Ngài tuyên thuyết. Và Ngài đã chứng nghiệm được điều đó, chứng đạt được điều đó. Cho nên gọi Ngài là giác ngộ như các vị đã tự cho. Để giác ngộ như những gì mình đã tự nói lên và mình giác ngộ được, đạt được giác ngộ. Thế thì ở đây là nói là các vị này có phải giác ngộ được như vậy, hay là tất cả chưa giác ngộ, hay là một số đã giác ngộ, một số chưa giác ngộ, tức là một số đã nói ra và làm được những điều mình nói, trải nghiệm được, chứng nghiệm được, hay là một số chỉ nói ra mà chưa trải nghiệm, chưa chứng nghiệm được. Thì giáo phái đó họ có quan điểm như thế nào? Tâm Chiếu Hoàn Quán xin đọc những cái tham khảo về các cái vị ngoại đạo này. Sáu cái vị giáo chủ được nêu tên này ấy, thì là sáu vị giáo chủ của sáu cái giáo phái nổi tiếng đương thời Phật. Tức là họ cùng ở thời Phật. Thời Phật có 98 loại ngoại đạo, nhưng mà sáu cái đạo này là sáu đạo lớn và nổi tiếng. Thì các cái quan điểm của đạo đó là thế nào? Các cái quan điểm của họ, đó là quan điểm của giáo phái do ông Phú Lan Na Ca Diếp, chủ trương không có giá trị đạo đức, không có nghiệp báo thiện ác, không tin nhân quả, khổ vui, phúc họa đều là ngẫu nhiên. Tức là cái gì đến với mình cũng là ngẫu nhiên thôi, chứ nó không phải là do giá trị đạo đức quyết định, không phải là đạo đức tốt, hành thiện mà được phước, không phải là đạo đức xấu, làm việc ác mà bị quả báo, không phải là người làm thiện được vui, không phải là người làm ác thì phải chịu quả báo sầu khổ. Không phải thế, mà vui, buồn, sướng, khổ là ngẫu nhiên, nó như vậy rồi. Nó ngẫu nhiên, nó tự nhiên. Chúng ta hay nói là, ồ, hôm nay may quá tôi được thế này. Chẳng may chó ngáp phải ruồi, chẳng may mới được thế này, chứ chả có nhân duyên gì cả. Đấy, ngẫu nhiên nó được như vậy. Đó. Thế và ông ấy cho rằng tất cả những người mà cho rằng đạo đức có giá trị, có nhân quả, có tội phúc, những cái quan điểm này là do một số người bịa ra để lừa gạt người khác thôi, chứ không phải là như thế. Không phải là đạo đức có giá trị quyết định về khổ, về vui, về sướng. Đấy, không phải như thế. Không có nhân quả. Tất cả những cái việc giá trị đạo đức quyết định hạnh phúc hay là nhân quả, tội phúc đều là những chuyện do người ta nghĩ ra, người ta bịa đặt nên thôi. Chứ còn thực chất mỗi sự việc trên đời này đều là ngẫu nhiên. Đấy, các ông ấy có quan điểm như vậy. Cái giáo phái này nó có quan điểm như vậy. Và cái ông chủ giáo phái này ông có quan điểm như vậy. Thế và chúng ta thấy không? Cái quan điểm này thì chứng tỏ là ông này không chứng ngộ được rồi. Bởi vì làm sao mà biết hết được những cái tự nhiên ngẫu nhiên? Thấy không? Nó quyết định được như thế. À, ông có một cái quan điểm như thế. Và tất cả đồ chúng của ông ấy cũng có cái quan điểm như thế. Và thực ra cái quan điểm như thế bây giờ vẫn còn. Thấy không? Ở thế gian này nhiều lắm. Ôi giời ấy, nó chẳng may nó được như thế đấy chứ. Hiểu không? Nó ăn may mà. Thấy không? Tất cả mọi thứ là ăn may mà. Chẳng may cho ngáp phải ruồi thôi. Nó được như thế thì chẳng qua là nó ăn may thôi. Cái quan điểm này là quan điểm của ông Phú Nana Ca Diếp. Nhưng mà không phải. Người ta phải tích phúc
từ đời trước, cho nên người ta sinh ra đúng cái thời đó để đầy đủ nhân duyên làm được việc đó, phải không? Thời cũng là do nhân duyên phước báo người ta đấy chứ. Nè nhé. Thế cho nên là ở cái quan điểm này bây giờ cũng rất nhiều các quý đạo hữu ạ. Đó. Ngoại đạo thứ hai là giáo phái của ông Mạc Già Lê Cù Xá Lợi. Cái chủ trương thuyết định mệnh, tức là định mệnh. Thế giới và chúng sinh đều sanh ra theo luật tự nhiên. Các khổ vui và vận mạng của con người đều do những quy luật vận hành tự nhiên. Khi túc mạng con người đã định kỳ giải thoát thì tự nhiên giải thoát. Phật giáo gọi họ là tà mạng ngoại đạo. Tức là họ nghĩ thế này này. Con người sinh ra một cái quy, do một cái quy luật tự nhiên nào đó. Ví dụ như là cứ hết khổ này sẽ sướng, hết khổ này sẽ sướng, và tất cả đều giống nhau. Như thế, đều giống nhau. Khổ này, sướng này, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ đi vào quỹ đạo giải thoát. Tức là tự nó thế, nó cứ vận hành đi vào quỹ đạo giải thoát. Cho nên là buông xuôi mọi thứ, mặc kệ nó thôi. Không có tư duy thiện ác gì, không có sống tích cực gì. Đấy. Nó giống như là trong cái chuyện kinh Liễu Phàm Tứ Huấn. Ông này ông đi xem bói, ông thấy đời ông là năm này thì thế này, năm kia thế kia. Và ông ấy sau khi xem bói xong, ông thấy tất cả đều như thế. Ông cứ để chờ chờ bong, ông cũng thấy thế. Nó giống y như thế, về sau ông buông xuôi. Về sau buông xuôi rồi ông mới đến chùa. Đến chùa Pháp Vân thì phải. Thế và đến đó thì được sư chùa Pháp Vân mới khai ngộ cho ông về nhân quả tội phúc. Thế là về sau ông ấy bắt đầu ông tích cực. Mỗi ngày hình như là ông ấy đóng một cái đinh hay là một cái hòn sỏi gì đấy. Ông cứ làm việc thiện, việc phúc bố thí, rồi tu tập Phật Pháp, rồi giác ngộ nhân quả. Thế là về sau là 1-2 năm sau, ông đổi được cái vận mệnh của ông đi. Tức là nghiệp của ông nó thay đổi. Ông đẻ được người con trai. Tức là nghiệp của ông là năm nào thì lên chức, năm nào gặp lạn gì có hết, vào nghiệp của ông là không có con trai. Thế là ông buông xuôi. Thế là về sau ngoài 50 tuổi là ông gặp được cái việc đó, là ông sinh được người con trai. Đó, thế cho nên là cái quan điểm này, là cái quan điểm là cái thuyết định mệnh này, chúng ta đã định nghiệp như thế rồi, cho nên là chúng ta hay nói cái câu là số tôi nó khổ như thế rồi, nghiệp tôi nó như thế rồi, không làm gì khác được. Đó, nghiệp nó thế rồi, không làm gì khác được. Thì những người có cái quan điểm như vậy thì là cũng là coi như là hội chúng truyền kiếp của Mạc Già Lê Cù Xá Lợi này. Thế gọi là đồ chúng cùng chung quan điểm. Thứ ba là giáo phái của ông giáo chủ là A Kỳ Đa Kỳ Xá Khâm Bà La. Thì chủ trương là thuyết duy vật, đoạn diệt và khoái lạc, phủ nhận lý nhân quả. Họ cho rằng con người chỉ là do bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa tạo thành. Khi chết, bốn yếu tố này tan rã, không còn gì cả, chết là hết. Ngoài ra, không có thiện ác, họa phước, nhân duyên, quả báo, quá khứ, vị lai gì cả. Mục đích con người chỉ là hưởng lạc thú khi còn sống. Cái chủ thuyết này bây giờ rất là phổ biến. Họ cho rằng là chết rồi thì là hết. Cho nên là không còn có thiện ác họa phước gì, cho nên sống thoải mái mà hưởng dục lạc đi. Có cái gì thì hưởng hết đi. Cha phải cần phải bố thí làm thiện, cha phải làm gì không tin có đời sau nữa, chết là hết rồi. Thế và đây cái chủ thuyết này là chủ thuyết duy vật. Thế nhưng mà ở chỗ chúng ta ấy, chúng ta vẫn nói là Lenin Các Mác là chủ thuyết duy vật, nhưng không phải. Chủ thuyết của Lenin Các Mác là duy vật biện chứng. Tức là cái gì thấy biết rõ rồi thì biết, còn cái gì không thấy biết không rõ ràng mà thấy biết về tâm linh chưa hiểu thì phải để lại và phải đi tìm hiểu. Biện chứng tức là phải có cái sự chứng minh thì mới được phủ nhận. Còn cái gì chưa chứng minh được thì không được phủ nhận.
Cho nên chúng ta mới có các cái đạo giáo được bình đẳng tu tập trong chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta nha. Cho nên chúng ta không nói là chế độ của chúng ta, chế độ cộng sản của chúng ta là thuyết về chủ nghĩa duy vật, không phải. Chúng ta là duy vật biện chứng, cho nên vẫn thỏa đáng cái việc là cái gì mà rõ ràng chứng minh được thì công nhận nó, còn cái gì chưa chứng minh được thì phải đi tìm hiểu, không được phủ nhận. Đó, cho nên thế giới tâm linh không bị phủ nhận. Đạo Phật vẫn được phát triển vì đạo Phật là thế giới tâm linh mà. Thứ tư là của giáo chủ Ba Phù Đà Ca Chiên Diên, chủ trương con người không thật có mà chỉ là sự phối hợp bảy yếu tố bất sanh bất diệt là đất nước gió lửa, sự an lạc đau khổ và sinh mạng. Sống chết chỉ là quy tụ hay phân tán của bảy yếu tố trên mà thôi. Kính thưa quý đạo hữu, trong Phật pháp chúng ta cũng nói rằng chúng ta là giả hợp của đất nước gió lửa, nhưng chúng ta không phải là chủ trương này. Chủ trương này là chủ trương con người không có thật, tức là con người này nó không hề tồn tại thật sự, nó không có sự lưu truyền gì cả, nó chỉ là đất nước gió lửa hợp lại và sự an lạc hợp lại, sự đau khổ hợp lại và sinh mạng hợp lại. Thế còn khi nó tan biến thì nó biến hết, nó biến vào trong từ trường này hết. Cho nên cũng có những cái người nói là chết rồi ngũ uẩn tan rã, nhập vào từ trường, nhập vào không gian vũ trụ này, không còn gì cả. Rất là nhiều vị sư cũng có cái chủ trương này. Cái này là tà, không phải là chính. Con người chúng ta là nó không tồn tại ở một cái gì đó cố định, mà nó luôn luôn biến đổi, tiến hóa lên xuống thôi. Chỉ có bao giờ chúng ta vào dòng thánh, giải thoát thì chúng ta mới thực sự là vô sinh thôi. Còn lại, chúng ta luôn luôn có sự biến đổi và tồn tại ở trong thế gian này, không dưới dạng chúng sinh này thì dạng chúng sinh khác, hình tướng của lục đạo luân hồi. Các quý đạo hữu ạ, tuy rằng chúng ta cũng mượn đất nước gió lửa hợp thành thân tứ đại, nhưng nó là nhân quả của chúng ta. Đấy, tức là chúng sinh chúng ta vẫn là một chúng sinh biến hóa, tiến hóa. Đấy, tiến lên hay tiến xuống thôi. Theo quý đạo hữu, chứ không sai khác được nhé. Trên đây là chủ trương là con người không có thật. Đấy, cái này là không đúng. Năm là chủ trương của Tát Nhã Di Tỳ La Phê Phất, chủ trương hoài nghi, hoài nghi. Họ chủ trương về hoài nghi. Thì kính thưa các quý đạo hữu, thì sư phụ đã giảng cái này rồi, nhưng hôm nay tâm trí hồn quán xin đọc lại. Họ cho rằng tri thức con người không thể đạt được chân lý tuyệt đối, chỉ có chân lý tương đối tùy theo hoàn cảnh, không gian và thời gian. Người tu chẳng cần cầu đạo cao siêu, không cần tìm hiểu chân lý tuyệt đối vì không thể được, chỉ cần ăn ở hiền lành theo phong tục tập quán bình thường, trải qua 8 muôn kiếp tự nhiên chứng đắc. Đấy, hai vị Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên ở trong giáo phái này trước khi về với Đức Phật. Tức là chúng ta nói là thôi, đi tu làm gì ở thời này có đấy, cứ theo đạo ông bà thôi, ăn hiền ở lành là được. Thế thôi, nó chỉ tương đối thôi, chứ làm gì có cái gì tuyệt đối mà đưa con người đến hết khổ được, phải không? Khổ vui sướng, thôi cứ ăn hiền ở lành theo ông bà, khổ vui sướng là do số rồi, làm sao mà trách được. Đấy, thì là ở cái giáo phái này, giáo phái hoài nghi. Tại sao gọi hoài nghi? Vì họ không chịu đi tìm những cái tuyệt đối, những cái mà họ còn nghi đấy. Tại sao lại khổ thế này? Tại sao lại sướng? Tại sao đời con người lại thế này? Họ không đi tìm, họ chấp nhận sự nghi vấn này. Cho nên gọi là đạo ông bà đấy. Đạo ông bà chúng ta là chấp nhận sự hoài nghi này. Đấy, đạo này giờ rất đông ạ. Thôi cứ ăn hiền ở lành thôi, nó chỉ được như thế thôi, chứ làm gì có ai hết khổ bao giờ.
Đời người phải có lúc khổ, lúc sướng, lúc buồn, lúc vui. Làm gì có cái chuyện mà hết khổ? Không không đi tìm được chân lý tuyệt đối. Đạo thứ sáu là Ni Kiền Tử, Nha Đề Tử. Tức là đạo này là đạo Ni Kiền Tử đấy. Thì đạo này có cái chủ trương là mọi nghiệp đều bắt nguồn từ thân và diệt nghiệp cũng từ thân. Do đó chủ trương khổ hạnh tột độ. Con người cần ép xác khổ hạnh mới mong giải thoát được tiền nghiệp. Vận mạng đời này do đời trước tạo ra, không thể do tu hành mà thay đổi được. Tu hành trong kiếp này là để tạo phước cho đời sau, đến khi hết nghiệp là được giải thoát. Một số chủ trương lõa thể nên Phật giáo gọi họ là vô tàm ngoại đạo. Đó, vô tàm tức là họ không có xấu hổ gì cả, họ cởi chuồng ấy mà. Đấy gọi là vô tàm, không biết xấu hổ. Họ cởi chuồng và họ hành thân hoại thể này, đánh đập rồi họ đầy đọa cái thân này. Họ nghĩ là do cái thân này mới sinh ra tội, cho nên là họ phải khổ hạnh ép xác để cho vơi tội đi, để sinh phước trong kiếp sau. Cứ mỗi lần sinh phước rồi vơi tội, sinh phước vơi tội, đến một lúc nào đó tội hết, phước nhiều thì họ được giải thoát. Họ tư duy như thế. Nhưng mà không phải, đạo Phật chúng ta là do tư duy quan điểm sai lầm dẫn đến hành động sai lầm, hành động sai lầm đi đến khổ đau. Tư duy đúng, hành động đúng sẽ đi đến giải thoát. Đó, đấy là đạo Phật của chúng ta. Đức Phật của chúng ta ấy là người không có thầy chỉ dạy, tự tu, tự chứng đắc. Thì bây giờ chúng ta phải một lần nữa củng cố theo kiến thức của chúng ta. Thế Đức Phật của chúng ta là vị giáo chủ như thế nào? Ngài có chủ thuyết gì? Đức Phật không có chủ thuyết. Tức là không tự mình nghĩ ra, không tự mình đưa ra một quan điểm nào cả. Mà Đức Phật thấy biết sự thật về chúng sinh, thấy biết sự thật về vạn vật. Lấy một ví dụ, Archimedes thấy được sự thật về lực đẩy, lực lâng của nước, của chất lỏng, chứ không phải là người nghĩ ra. Cái lực, nói theo cái cách chủ quan về cái lực đẩy của nước, mà lực đẩy của nước là sự thật, lực nâng của nước là sự thật, cho nên Archimedes thấy được sự thật. Hay là Newton cũng thế, thấy được sự thật về cái lực hấp dẫn, cho nên Newton nói ra sự thật đó. Đức Phật của chúng ta là thấy được sự thật về sự vận hành nhân quả trên thân khẩu ý của mỗi chúng sinh. Vận hành chúng sinh tư duy ác, hành động ác, lời nói ác thì sẽ đi xuống khổ đau. Tham ái thì còn trong luân hồi. Và cắt trừ hết tham ái là ra khỏi luân hồi, đến chỗ vô sinh, được hạnh phúc an lạc tuyệt đối, không trở lui lại trạng thái đau khổ. Đây là Đức Phật thấy biết sự thật, chứ không phải là Ngài có chủ trương, không phải là chủ trương của Đức Phật, mà là Ngài thấy biết được sự thật. Nhá, chúng ta hiểu rõ như thế. Chứ không phải Đức Phật đưa một chủ thuyết ra, xong sau đó thì không thẩm sát, không tư duy, tự nói ra xong rồi thì tự mình không giác ngộ, không thâm nhập được điều mình nói, rồi đi nói với người khác như các chủ ngoại đạo khác. Không phải thế. Ví dụ như là người ta nói rằng là có một ông nào đó cấu xương sườn ra một người nữ. Người nữ là do cấu xương sườn của người nam ra thành người nữ cho nó vui. Thế cái việc đó thì theo quan điểm của đạo Phật chúng ta, theo sự thấy biết của Đức Phật, thì Đức Phật phát biểu rằng cái điều đó là không có, không có sự thật. Điều đó là không đúng, không có, không có chuyện đấy. Người nữ hay người nam là do nghiệp nó tạo thành. Đó. Ai mà ái nhiều, luyến nhiều, ôm chấp tình cảm, không thể nào buông, không thể tha thứ, chấp vào tình cảm quá, không thể từ bỏ, thì kiếp sau sẽ làm người nữ. Còn người nào người ta dễ dàng từ bỏ hơn, đó, thì người ta sẽ trở thành người nam. Đó. Các quý đạo hữu ạ, còn nhiều các cái phước khác nữa.
chứ không phải là nghề nữ do cấu xương sườn của người nam tạo ra. Đó, đó là chúng ta hiểu về về Đức Phật của chúng ta là như vậy, là người thấy biết được sự thật. Kính thưa các quý đạo hữu, ông Tu Bạt Đà La, ông đến ông bạch, ông hỏi Đức Phật xem là sáu cái vị ngoại đạo kia thì vị nào đã nói mà đã chứng đạt được những điều mình đã nói, còn vị nào đã nói mà không chứng đạt được điều mình đã nói. Thì Đức Phật trả lời như sau: Thôi Tu Bạt Đà La, hãy để vấn đề này yên một bên. Tất cả những vị này có phải là đã giác ngộ như các vị tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ? Này Tu Bạt Đà La, ta sẽ thuyết pháp cho ông, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Đức Phật bảo thôi, những cái vấn đề là những cái ông này, những ông ngoại đạo kia, ông ấy như thế, để cái vấn đề này sang một bên, không hỏi về các vấn đề này của các ông ấy, mà Đức Phật sẽ thuyết pháp cho Tu Bạt Đà La để Tu Bạt Đà La được lợi ích. Hãy nghe và suy ngẫm. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tu Bạt Đà La đáp: Du sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà La vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này Tu Bạt Đà La, trong pháp luật nào không có bát thánh đạo? Thời ở đây không có đệ nhất sa môn, ở đây cũng không có đệ nhị sa môn, ở đây cũng không có đệ tam sa môn, ở đây không có đệ tứ sa môn. Đó là tứ quả giải thoát đấy các quý đạo hữu. Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán, đấy là các quả giải thoát của sa môn. Này Tu Bạt Đà La, trong pháp luật nào có bát thánh đạo? Thời ở đây có đệ nhất sa môn, ở đây cũng có đệ nhị sa môn, ở đây cũng có đệ tam sa môn, ở đây cũng có đệ tứ sa môn. Này Tu Bạt Đà La, trong pháp luật này có bát thánh đạo. Thời Tu Bạt Đà La, ở đây có đệ nhất sa môn, ở đây cũng có đệ nhị sa môn, ở đây cũng có đệ tam sa môn, ở đây cũng có đệ tứ sa môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những sa môn. Này Tu Bạt Đà Na, nếu những vị tỳ kheo này sống chân chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán. Hãy kính thưa quý đạo hữu, Đức Phật đã khẳng định ngoại đạo, tức là ngoài đạo Phật ra, thì không ở đâu có tứ quả giải thoát, tức là không ai, không một giáo phái nào có giáo lý mà khiến cho đồ chúng thực hành mà giải thoát được luân hồi, vào được thánh quả giải thoát là không có. Đây là lời khẳng định của Đức Phật mà chúng ta cũng biết mà. Tà kiến thì sao có thể mà giải thoát được. Thì ở đây là có bát thánh đạo, thì Tâm Chiếu Hoàn Quán xin nói qua một chút về bát thánh đạo ạ. Thì kính thưa các quý đạo hữu, bát thánh đạo hay bát chánh đạo cũng là một các quý đạo hữu ạ. Bát chánh đạo thì gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đấy là gồm 8 chi phần giúp cho đệ tử Phật tu tập được giải thoát. Thì trong bát chánh đạo cũng được chia làm giới định tuệ. Thì tuệ gồm có chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Giới gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Còn định thì gồm có chánh tư duy và chánh định. Thì về vết bát chánh đạo, sau này sư phụ sẽ giảng thật kỹ cho chúng ta, thì chúng ta sẽ học sau nhé. Thì Tâm Chiếu Hoàn Quán nói qua như thế để chúng ta biết rằng là phần Đức Phật dạy chúng ta là giới định tuệ đưa chúng ta đến giải thoát, thì bát chánh đạo đưa chúng ta đến giải thoát, hai nhưng mà nó là một nhé. Thế thì ở đây Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng chia sẻ riêng của câu lạc bộ chúng ta là trong lục hòa chúng ta có bát chánh đạo không?
trong mục hòa của chúng ta có bát chánh đạo. Đó là thân hòa đồng trụ, đúng không? Thân hòa đồng trụ, ý hòa đồng duyệt, khẩu hòa vô tranh, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải. Cái chỗ kiến hòa đồng giải này là chúng ta đã thuộc ở trong bát chánh đạo, giới hòa đồng tu là chúng ta cũng có ở trong bát chánh đạo rồi. Thế còn giới và chánh kiến, thế rồi chúng ta tu tập thì đương nhiên là chúng ta sẽ có định thôi. Giới sinh định sinh tuệ mà, học pháp là sẽ có định. Thế rồi chánh tinh tấn thì chúng ta luôn luôn phải tinh tấn rồi nhá. Ở đây chúng ta có hết, ở trong câu lạc bộ chúng ta tu lục hòa là có hết bát chánh đạo nha. Thế chúng ta phải chăm chỉ học pháp tu là chúng ta tu hoàn toàn là bát chánh đạo các quý đạo hữu ạ nha. Tâm chiếu hoàn quán xin đọc tiếp văn kinh. Này Tu Bạt Đà La, năm ta 29, ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo, trải 50 năm với thêm 1 năm. Từ khi xuất gia, này Tu Bạt Đà La, ta là du sĩ tu trí tu đức. Tức là Ngài khẳng định là từ khi Ngài xuất gia, Ngài là du sĩ tu trí và tu đức. Cái chỗ du sĩ này tức là những người xuất gia, bỏ gia đình, sống không gia đình, đi tu và đi du hóa khắp nơi, gọi là du sĩ nha. Thế còn Tu Bạt Đà La là du sĩ ngoại đạo, còn Đức Phật là du sĩ nhưng mà trong đạo Phật của chúng ta, các chư tăng của chúng ta cũng có thể gọi là du sĩ nha, sa môn du sĩ. Thế và Ngài khẳng định là Ngài tu trí tu đức và Ngài đã đạt được những gì, Ngài đã chứng ngộ những gì mà Ngài nói ra. Ngoài lãnh vực này không có sa môn đệ nhất, cũng không có sa môn đệ nhị, cũng không có sa môn đệ tam, cũng không có sa môn đệ tứ. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những sa môn này Tu Bạt Đà La. Nếu những tỳ kheo sống chân chánh thì đời này không vắng những vị A-la-hán. Khi được nói như vậy, du sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà La bạch Thế Tôn: thật hy hữu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y tỳ kheo tăng. Mong con được xuất gia với Thế Tôn, con xin thọ đại giới. Đó, chúng ta thấy hay không? Tức là khi chúng ta đi đến cứ hỏi về người này, hỏi về người kia, hỏi về vấn đề này, hỏi về vấn đề kia, Đức Phật không trả lời, mà Đức Phật trả lời cho chúng ta những gì mà lợi ích cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải học Đức Phật ở chỗ này. Nếu chúng ta đi hỏi thì chúng ta cũng nên hỏi những gì mà đem lại cho chúng ta sự giác ngộ, đem lại cho chúng ta sự thực hành, đem lại lợi ích giải thoát cho chúng ta. Chứ chúng ta không mất thời gian đi hỏi những cái chuyện mà nó không liên quan gì đến mình. Mình chỉ có hai chuyện liên quan thôi. Một là cho mình tự tu, hai là mình hỏi để giúp đỡ cho người khác được tu thôi. Còn ngoài ra những cái câu hỏi khác nó không đem đến lợi ích thì nó gọi là những câu chuyện vô bổ, các quý đạo hữu ạ. Đấy, chúng ta học cái cách hỏi và học cách trả lời của Đức Phật. Thế vì như vậy cho nên là Đức Phật không trả lời những cái câu mà ông Tu Bạt Đà La, ông hỏi về sáu vị ngoại đạo kia, mà Đức Phật trả lời cho ông, giảng cho ông về những cái mà ông ấy cần phải hiểu để ông ấy có lợi ích. Và Đức Phật đã giảng về bát chánh đạo cho ông. Và sau khi nghe, ông ấy được thấu hiểu và ông ấy xin ông xuất gia. Vì ông ấy được khai thông ra, ông ví thế này, như người mang đèn vào chỗ tối, khiến cho những người có mắt nhìn thấy được sắc. Sắc tức là cảnh vật. Ví dụ trong phòng này có rất là nhiều thứ đồ vật, nhưng mà nó không nhìn thấy, dù người có mắt cũng không nhìn thấy. Người có mắt gọi là người trí, nhưng mà không có cái bóng đèn soi sáng cho nên mình không nhìn thấy rõ mọi vật. Thì Đức Phật là người mang cái ánh sáng trí tuệ gọi là chính tri kiến bát chính đạo này,
Bát chính đạo được gọi là ánh sáng pháp. Đấy. Thế thì Đức Phật mang bát chính đạo vào soi chiếu vào, thì khiến cho cái ông Tu Bà Đà La là người trí thức. Ông ấy nhận biết được vấn đề một cách rõ ràng. Đó. Thế và ở đây còn ví rất nhiều, như người mà dựng lại những gì đã bị quăng ngã xuống, tức là người ta đang phỉ báng, không tin nhân quả, không tin tội phước, không nói là không có con đường giải thoát, không có chân lý tuyệt đối. Cái đấy người ta quăng hết đi thì gọi là như là người dựng đứng lên những gì đã được quăng, quăng ngã xuống. Tức là cái đó đã được tuyên dương nhé, rất là hay. Phơi bày ra những gì che kín, rất là hay. Quý đạo hữu ạ, Tâm Chiếu Hoàn Quán xin đọc tiếp. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y Tỳ Kheo Tăng. Mong con được xuất gia với Thế Tôn, con xin thọ đại giới. Này Tu Bà Đà La, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này, phải sống 4 tháng biệt trú. 4 tháng biệt trú tức là 4 tháng này sống riêng không gặp ai. Thì tại sao lại như vậy, chúng ta cùng tư duy. Bởi vì nếu như mà những người ngoại đạo này họ lại ngay lập tức đi gặp những người ngoại đạo thì họ không có thời gian tư duy những gì đã được nghe, cho nên họ sẽ bị những người ngoại đạo kia, họ nói bằng thuyết của ngoại đạo kia và họ sẽ bị thay đổi tư tưởng, họ không giác ngộ được và họ có khi lại theo con đường cũ, con đường ngoại đạo. Cho nên đối với pháp của Phật, để có lòng tin thì chúng ta phải tư duy pháp, tư duy những gì đã được nghe trong 4 tháng liền, không nghe những điều ngoại đạo nữa, tư duy một cách sâu sắc để cho chúng ta có được cái lòng tin đối với chính pháp. Phải 4 tháng biệt trú như thế để đầy đủ lòng tin mới cho xuất gia. Đấy, hay quá. Hôm nay đọc được bài kinh này hay quá. Các quý đạo hữu thấy không? Câu lạc bộ Cúc Vàng của chúng ta 6 tháng mới được cho vào thành Phật tử trong câu lạc bộ. Chúng ta thấy hay không? Bởi vì người đến với đạo Phật mới toàn là ngoại đạo thôi. 6 tháng phải tìm hiểu về Phật, về Pháp, về Tăng. Tìm hiểu về Đức Phật có thật là bậc giác ngộ không? Có tin nhân quả chưa? Thực không? Có tìm hiểu về Pháp Lục Hòa, tìm hiểu về chư Tăng tại chùa. 6 tháng rồi mới cho vào đạo tràng. Đấy nhá. Cho nên các quý đạo hữu đừng có viết bài là xin thưa cô người này tu 3 tháng, 2 tháng rồi tinh tấn lắm cho xin vào thành phần chính thức trước đi. Không được. Đây là những bậc gọi là trí ở đời, người ta đi tìm hiểu, người ta muốn khai thông mà còn phải biệt chú tư duy miên mật 4 tháng để cho họ loại trừ những cái tư tưởng ngoại đạo, họ thâm nhập được chánh kiến, họ tin được nhân quả thì bắt đầu mới cho xuất gia để mà tu tập, để mà loại trừ các cái bất thiện ở trong tâm theo đúng lời Phật dạy thì họ mới chứng đạt được. Hay quá. Phải không quý đạo hữu? Rất hay. Thế còn ở đây thì mới mấy tháng ấy mà đến với Phật Pháp là tham ấy mà, tham cho chuyển nghiệp ấy mà, cho nên không dứt được tư tưởng tà kiến, chưa có được cái lòng tin vào với chính Pháp. Trên người đi tu cũng thế, người xuất gia cũng thế. Phải có thời gian làm cư sĩ. Khi cái thời gian mình làm cư sĩ, mình bắt đầu mới tư duy sâu sắc về Pháp của Phật. Trên có những người nào là pháp môn niệm Phật, pháp môn chỉ chú, pháp môn này, pháp môn kia, phải vào tu. Tu xong xem là mình có được khai thông trí tuệ không, mình đã thỏa mãn được không. Chưa thỏa mãn thì đi tìm nơi khác. Làm sao phải thỏa mãn? Đó, thì phải ở đâu có bát chánh đạo nhé. Trong bài này Đức Phật đã chỉ dạy rõ rồi. Ở đâu có bát chánh đạo thì mới có tứ quả giải thoát. Phải có chánh kiến, phải có chánh tư duy. Phải tu tập rõ ràng, nghe pháp. Phải có giới định tuệ rõ ràng, chứ không phải là mù mờ được. Không thì chúng ta chưa giác ngộ được những cái điều chúng ta học hỏi thì chúng ta vẫn là hoài nghi đấy nhỉ.
Đấy, cho nên chúng ta thấy cái 4 tháng biệt trú này rất là hay. Sau khi 4 tháng biệt trú, các vị tỷ kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia. Nếu đồng ý tức là còn phải kiểm tra xem còn tà kiến hay không, còn nghi gì nữa không. Cho thọ đại giới để thành vị tỷ kheo, nhưng ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt nhau. Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại đạo nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, các vị tỷ kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ xin sống biệt trú 4 năm. Sau khi sống biệt trú 4 năm, nếu các vị tỷ kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, cho con thọ đại giới để thành vị tỷ kheo. Thì ta còn tư duy pháp sâu sắc như vậy cơ mà. Và Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Tôn giả Ananda, hãy xuất gia cho Tu Bạt Đà Na. Xin vâng Bạch Thế Tôn. Thì kính thưa các quý đạo hữu, ở phần trên là xuất gia thọ đại giới, còn đây mới là xuất gia để thực hành biệt trú thôi. Giống như các sư nhà mình ấy, sư chú ấy, được xuất gia nhưng chưa được thọ đại giới, mới sống biệt lập vào, không sống với người đời nữa thôi. Chứ còn sau thời gian nào đó tu tập được nhận xét rồi mới cho thọ đại giới nhá. Cho nên gọi là xuất gia biệt trú và xuất gia thọ đại giới là hai cái rất khác nhau nhá. Xuất gia biệt trú, thọ giới sa di đấy, sống tập trung tu tập theo các giới của sa di. Trong thời gian đó chúng ta tư duy nhiều về chánh kiến, xem chúng ta còn cái tư tưởng ngoại đạo nào thì chúng ta phải từ bỏ nó đi, chúng ta nhất tâm tín vào đối với lại chánh kiến. Đấy, có lòng tin sâu sắc, có chánh kiến đầy đủ thì khi chúng ta thọ đại giới, chúng ta mới có thể thực hành được. Chúng ta phải hiểu về giới trước khi thọ đại giới, chúng ta phải hiểu được nhé. Đó. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Du sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà Na nói với Tôn giả Ananda: Thật là lợi ích, thưa Tôn giả Ananda, thật là thiện lợi, thưa Tôn giả Ananda, được thọ lễ quán đảnh làm đệ tử trước mặt bậc đạo sư. Thì kính thưa các quý đạo hữu, cái lễ quán đảnh này thì ở bên Ấn Độ ấy, người ta thường có cái lễ quán đảnh để người ta được làm vua hay là làm gì đó thì được lễ quán đảnh. Thế cho nên người ta có cái từ là lễ quán đảnh này thì không phải là Đức Phật là xoa đầu vị này đâu, mà quán đảnh này là khai thông trí tuệ. Khai thông trí tuệ, mở chi kiến. Khai mở chi kiến cho người đó gọi là quán đảnh. Nhưng mà bây giờ nó có nhiều những cái ngoại đạo đưa vào trong Phật giáo. Ví dụ ở ở đất nước Ấn Độ thời xưa ấy, người ta được có lễ quán đảnh là người ta lấy những cái vật dụng người ta đưa lên đầu rồi dẩy nước rồi các thứ lên đầu các loại ấy, thì gọi là lễ quán đảnh để người này được lên làm ví dụ như là sắp được làm hoàng tử để kế vị ngôi vua thì có lễ quán đảnh. Thế thì mình ở trong Phật giáo cũng đem cái đấy vào, những cái đấy không đúng đâu nhá. Quán đảnh ở đây là khai thông chi kiến cho người đệ tử, gọi là lễ quán đảnh. Thế và Đức Phật đã làm lễ quán đảnh bằng thuyết bát chính đạo cho du sĩ Tu Bạt Đà Na. Trên khi nào mà sư phụ cứ giảng pháp cho chúng ta là chúng ta đã được thọ lễ quán đảnh đấy. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Tức là chúng ta được khai mở trí tuệ. Thế còn lúc nào mà được xuất gia thì lại được làm lễ quán đảnh nữa. Thọ đại giới lại được làm lễ quán đảnh nữa. Chúng ta là lễ quán đảnh liên tục. Và du sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà Na được xuất gia, được thọ đại giới với Thế Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, đại đức Tu Bạt Đà Na ở một mình, an tịnh, không phóng dật, tinh tấn, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Tức là những người từ bỏ gia đình, xuất gia, sống không gia đình trong giáo pháp của Đức Phật đều hướng đến quả vị cao nhất, đó là quả vị A-la-hán. Đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh ngay trong hiện tại.
tự giác chứng và an trú, vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này không có đời sống khác nữa. Thì kính thưa các quý đạo hữu, hôm trước hôm mùng 8 tháng 2 ngày Đức Phật xuất gia đấy, sư phụ cũng dạy trong bài kinh Thánh Cầu đấy. Thì sư phụ đã dạy là trong bài kinh đó là ta bị sanh đi tìm cái bị sanh, ta bị già đi tìm cái bị già, ta bị chết đi tìm cái bị chết. Bao nhiêu đời như vậy, đấy Đức Thế Tôn của chúng ta lúc Ngài làm Thái Tử, Ngài suy nghĩ như vậy. Cho nên ta bị sanh thì phải đi tìm cái vô sanh, tức là không phải sinh ra nữa. Thế và ở đây thì nói là sanh đã tận, tức là không phải sinh ra nữa, không phải trở lui về trạng thái sinh già bệnh chết nữa. Đạt được tuyệt đối hạnh phúc, đó là Niết Bàn. Thì không bao lâu mà vị du sĩ này chứng đắc Niết Bàn, phạm hạnh đã thành, tức là không cần một pháp nào phải thực hành nữa, phạm hạnh nào phải thực hành nữa. Những gì nên làm đã làm, tức là những gì cần tu, cần chứng đạt thì đã tu, đã chứng đạt. Và sau đời này thì không còn trở lại trạng thái sinh tử đau khổ nữa. Và Đại Đức Tu Bạt Đà La trở thành một vị A-La-Hán nữa. Đại Đức là vị đệ tử cuối cùng được Đức Thế Tôn thế độ. Thế độ tức là ở thế gian, như các quý đạo hữu rõ chưa? Thế độ tức là khi Ngài ở thế gian, Ngài độ, gọi là thế độ. Đấy, đấy là người đệ tử cuối cùng do Đức Thế Tôn thế độ. Thế thì qua cái bài kinh này chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta đúng là lòng từ bi cao vời, lòng từ bi tuyệt vời. Đến giây phút cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn mà Ngài đã để lại phúc báo cho dân chúng ở vùng Câu Thi Na được đến đảnh lễ Ngài, và Ngài lại còn độ cho du sĩ ngoại đạo làm đệ tử thế độ của Ngài, cuối cùng mang lại lợi ích cho vị này chứng đắc thánh quả A-La-Hán. Đấy là giây phút cuối cùng. Thế chúng ta thấy Đức Phật Ngài tinh tấn, khi mà tu tập Ngài rất tinh tấn, ép xác khổ hạnh, đạt được tất cả, gọi là chứng đạt được tất cả những gì mà những bậc thầy ngoại đạo đã chứng đạt. Phi tưởng phi, phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, Ngài chứng đạt được hết các cái tầng thiền như vậy. Thế và khi mà Ngài tìm chân lý 49 ngày, Ngài cũng rất tinh tấn ngồi dưới cội Bồ Đề để mà thiền định, quán chiếu và chiến thắng ma vương ở giây phút cuối cùng. Khi chúng thị hiện đầy đủ cảnh ngũ dục, Ngài đều quán tưởng và loại trừ, từ bỏ, và Ngài đắc quả rất tinh tấn. Rồi Ngài đi độ sinh, đến tận giây phút cuối cùng khi Ngài Niết Bàn cũng mang lại hạnh phúc giải thoát cho chúng sinh ở trong cõi luân hồi này của chúng ta. Và Ngài còn để lại xá lợi để mang đến hạnh phúc cho chúng ta, chính chúng ta trong thời này và nhiều đời sau nữa, các quý đạo hữu ạ. Thế thì qua cái bài kinh Đức Phật tế độ cho ngoại đạo trước giờ Niết Bàn này, chúng ta thấy rằng chúng ta phải là những người luôn luôn đi tìm chân lý, phá nghi cho mình, đạt được những gì mà trong sự tinh tấn, trong duyên tu tập của chúng ta, chúng ta cố gắng để đạt được. Các quý đạo hữu, ai ở trong duyên nào thì đạt duyên đó. Ví dụ chúng ta là tại gia thì chúng ta phải đi tìm theo gương của cái ông ngoại đạo kia kìa, phải tìm hiểu phá nghi cho mình, tìm hiểu trong giáo pháp của Phật để phá nghi cho mình. Người tại gia thì tìm trong duyên của người tại gia, người xuất gia tìm trong duyên của người xuất gia, để cho chúng ta được tinh tấn, học theo gương tinh tấn của Đức Phật. Thứ nữa, chúng ta cũng học
theo duyên của Ngài trong cái duyên là truyền tải Phật Pháp. Ngài truyền tải Phật Pháp, chuyển bánh xe Pháp đến giây phút cuối cùng. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải thực hành hạnh nguyện Bồ Đề truyền tải Phật Pháp đến cho mọi người một cách tinh tấn. Đấy, chúng ta học được ở Đức Phật. Cha của chúng ta như vậy, bậc đạo sư của chúng ta như vậy, trên chúng ta phải học, các quý đạo hữu ạ. Thầy kính thưa các quý đạo hữu, chúng ta sẽ có những đề mục quán. Thì chúng ta vừa nghe, chúng ta biết rồi, các cái đề mục quán này là chúng ta thuộc về tư duy. Thế tư duy của chúng ta thì thuộc về định đấy các quý đạo hữu ạ. Tư duy chúng ta thuộc về định, cho nên là trong tu có thiền quán. Thế nên chúng ta vừa học bát chánh đạo của chúng ta thì định là gồm có chánh tư duy và chánh định. Có tư duy là bước đầu của định. Tư duy thì mới có định, không có tư duy thì không có định. Cho nên chúng ta tu như thế này gọi là chúng ta tu định, tu tuệ. Chúng ta dùng chánh kiến của Phật để tư duy, cho nên chúng ta gọi là tu định, tu tuệ. Chúng ta có tư duy thì chúng ta mới có niệm được. Thế cho nên là trong cái buổi ngồi thiền là chúng ta tu định, tu tuệ. Các quý đạo hữu nhé, gọi là giới định tuệ. Còn đương nhiên chúng ta ngồi là chúng ta tư duy rất nhiều để chúng ta có thể thành tựu được đầy đủ giới định tuệ các quý đạo hữu ạ. Chúng ta có tư duy thì chúng ta mới có được chính niệm, chúng ta có được chính niệm, chúng ta giữ giới được mới tốt. Chúng ta tư duy này là chúng ta đang làm trong niệm đấy chứ các quý đạo hữu. Đề mục thứ nhất là chúng ta quán niệm về sự tinh tấn bố thí Pháp, truyền tải Pháp của Đức Phật, lòng từ bi của Đức Phật. Chúng ta quán niệm về Đức Phật, các cái ý đó trong bài kinh này. Chúng ta hãy quán tưởng đến dân chúng Kothina. Chúng ta hãy quán tưởng tới Đức Phật đang nằm nghỉ giây phút cuối cùng, tứ đại rất là mệt. Thế mà Ngài còn bố thí Pháp, truyền tải Pháp như vậy. Chúng ta thấy lòng từ bi của Ngài. Chúng ta quán chiếu, cái bài kinh này phải quán chiếu như thật, các quý đạo hữu ạ. Đề mục thứ hai là chúng ta hổ thẹn về việc lười phận sự của mình, lười truyền tải Pháp của mình. Chính cái lười phận sự, lười truyền tải Pháp của mình, đó là sự kém từ bi của mình. Đấy, cho nên chúng ta muốn tu gì, quán chiếu gì thì quán chiếu. Sau khi quán chiếu phải xoay lại tâm thì nó mới đúng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không đúng. Đấy, chúng ta chia sẻ Pháp, chúng ta truyền tải Pháp. Người xuất gia thì phải tu tập đắc giải thoát thì mới có thể truyền tải Pháp. Nhưng người xuất gia phải quán chiếu sự tu tập của mình, lười hay là tinh tấn. Vì có tinh tấn thì mới đắc được Pháp, mới truyền tải được Pháp. Còn Phật tử của chúng ta thì truyền tải Pháp theo cách khác. Thâm nhập Pháp của người tại gia, truyền tải Pháp của người tại gia. Còn người xuất gia thì phải truyền tải Pháp giải thoát. Trong Pháp giải thoát thì sẽ rõ có biết Pháp của người tại gia. Đấy là đề mục thứ hai. Đề mục thứ ba là sự tinh tấn vâng lời để thực hành đúng Pháp của du sĩ ngoại đạo. Đấy, rất là tinh tấn, vâng lời, phát nguyện, biệt chú để mà được xuất gia thọ đại giới. Còn chúng ta mà cứ tu lấy vài ngày chưa được đi chơi, chưa được đi hát, chưa được đi ăn thì chúng ta đã nhao tâm chúng ta ra rồi, phải không? Không biệt chú được. Người xuất gia thì tu được, vào biệt tu thì khó chịu, nhưng mà thấy ra tu cái là thấy bảo đi ra ngoài cái là thích thú, phải không? Đấy, thích. Đấy, giống như là chúng ta ở chùa đấy, bảo mai đi du lịch thích lắm, phải không? Đi ra ngoài thích lắm. Mới tu ở chùa biệt chú chưa đến mức độ nào, nhưng mà ra ngoài là thích rồi, phải không? Đấy, phải xem cái ông này, ông xin 45 cơ mà, biệt chú cơ mà. Đấy, từ cái sự quán chiếu này thì chúng ta có đề mục tiếp là sự lười biếng vâng lời thực hành Pháp, biệt chú. Đấy, thôi chúng ta dùng chữ biệt chú tức là tu tập của mình. Người tu thì sự thực hành Pháp
biệt chú. Còn cư sĩ của chúng ta thì sự lười biếng vâng lời thực hành pháp của mình qua các sự việc cụ thể nào đó, rồi chúng ta sinh tâm hổ thẹn nhé. Thực hành pháp chữ biệt chú này thì cho vào trong ngoặc này để xem là chúng ta tu bát quan trai mới biệt chú so với thế gian bên ngoài có một tí thôi. Đi tu bát quan trai mà bảo biệt chú mới mạng xã hội một ngày cũng khó đấy. Mới quan hệ cũng khó đấy. Tắt điện thoại đi khó không? Tu bát quan trai mới biệt chú có một ngày thôi. Khó lắm. Đó. Đề mục thứ 5 là chúng ta phát sinh ý tinh tấn tu tập bát chánh đạo qua pháp tu lục hòa tại câu lạc bộ, khởi tâm tinh tấn truyền tải Phật pháp theo gương của Đức Phật. Chúng ta phải phát sinh được cái sự tinh tấn do cái quán chiếu lúc trên ấy, là chúng ta biết là chúng ta đang lười cái gì, đang lười biếng cái gì, trì trệ chỗ nào. Những người tại gia chúng ta thế và người xuất gia thì lại khác. Người xuất gia thử xem là mình lười cái gì, chưa tinh tấn cái gì để mà phát tâm tinh tấn lên. Phát tâm lục hòa lên, đập trừ bản ngã, thì chúng ta mới có thể truyền tải được pháp đến các thế hệ sau, rồi truyền tải Phật pháp đến số đông được. Đó là năm đề mục quán. Thì năm đề mục quán này chúng ta sẽ làm cho chúng ta tăng thượng được gì? Chánh kiến, tăng thượng được tư duy, tăng thượng được tinh tấn, tăng thượng được định nhé. Tăng thượng được niệm, cho nên chúng ta sẽ sinh ra cái phước báo cho kiếp này và nhiều kiếp sau. Kính thưa quý đạo hữu, tâm chiếu hoàn quán xin chúc các quý đạo hữu được nhiều sự hoan hỷ trong chương trình tu tập quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, và tinh tấn được phát sinh sau khi mà chúng ta tu tập và đạt được nhiều cái sự an lạc hơn, giảm trừ được phiền não nghiệp lực để được tinh tấn tu hành. Chúc các quý đạo hữu tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ lại thỉnh các đạo hữu chúng ta cùng chắp tay hồi hướng công đức. Sinh tử là vô thường, chứa đựng các sự khổ. Tất cả chúng thiên nhân hãy tinh tấn thực hành, từ bỏ tham và ái. Đây là ý là lời của Bậc Đại Giác Ngộ Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Thank you.